Đời người luôn ưu phiền mang, chân chưa tâm can nỗi niềm. Tự hỏi sao ta bất tình, đường nào mang đến bình yên. Phận ơi ngài đang ở đâu, lòng con giờ muôn hướng đi. Vào chùa con nghe thuyết pháp, mới thấy bao điều quanh mình. Vòng đời si mê quẩn quanh, luyện ai tham vọng vẫn còn. Bèn tìm vân đáp sư phụ, ngài cười chỉ nói một câu, giải thoát là ở giác ngộ. Chẳng cần tìm đâu xa xôi, vẫn chính là ở tâm mình. Đừng hờn ghen hay thu ghen, chuyên tâm vẫn biết nhân niệm. Kẻ thù lớn nhân chính mình, ngộ đường thù thắng ở tâm. Thầy ơi lòng con khắc ghi, lời hay phần dạy thế nhân. Phần đồ từ vô thí kiếm, pháp trang phân biệt muôn loài. Hạnh phần từ bi rộng lớn, hy xa cho tội lỗi này. Dặn lòng con xin giác ngộ, một lòng sám hối từ tâm. Ta ơn phận độ muôn loài. Chùa con nghe thiên pháp, mới thấy bao điều quen.